Rồi, Cường xin chào tất cả mọi người luôn nha. Rồi, chào luôn chú Phi ơi. Tắt đèn luôn chú, tắt đèn luôn cho thấy mặt chú rồi. Lên tiếng rồi luôn á nè. Chào mọi người. Chào mọi người. Rồi ok, chú Phi là chú hàng xóm ở gần nhà Cường nên chú cũng có thời gian rảnh để mà đi săn bắt này nọ, thì chú hay đi chung với Cường. Thì bữa nào rảnh này chú mới đi nha. Rồi ok, thì bữa nay là ngày đi thăm giớn nha mọi người. Ông Đen thì ông đi làm rồi. Có một mình Cường à. Rồi chú Phi mới rủ, nói hôm qua mưa lớn quá rồi không đi, bỏ để nó chết ổn quá. Thì hôm qua mưa nó cũng một nửa cái mưa lớn hôm bữa mà chết lương á mọi người. Đó, cả khoảng cái chặng mưa của nó là cả khoảng phần nửa cái chặng hôm bữa à. Nhưng mà mình vẫn đi thăm nha, để mà không nó có dính thì nó chết nữa ổn. Đó. Thì giờ đang chú cháu đang lũi vô bụi lùm nè. Giờ dướng bụi lùm rồi nè mọi người. Giờ bẻ lái ra nè, đó. Đó luôn chú ơi. Bữa nay nước mưa lớn. Mưa nó lớn rồi nè không? Có nước bởi vì bờ nó thoáng quá, nó lắc ghê luôn á. Hôm bữa con đi với ông Đen nước cạn rồi à. Hồ Bình Bác quá trời luôn. Hồ Bình Bác nó chín rồi nó còn hột quá trời luôn. Đó đi với ông Đen cũng được con lươn. 4-5 con lươn nhỏ, con lươn bự. Bữa nay đi với chú Phi biết chắc cả được cá bằng con lươn bằng cục điện rồi nha. Tới rồi nè chú. Đi với chú Phi là giống như đi với Bác Bảo Hy á. Đúng không? Để con qua đây cái. Chú đi vô đầu đó. Rồi, chú lằn lên. Chú mở dây trước đi. Chú bật đèn của chú lên đi. Cho nó sáng. Đúng rồi. Rồi chú hạ đó, chú bợ cái miệng hôm của cái dưới lên. Bỏ nó ra đi, bợ cái đầu này nè. Bợ đầu này nè. Cái lằn tới chút chụp. Chú lặn theo. Cái miệng nó có cuột chưa? Đó, con cá lóc. Có nhảy là được nha mọi người. Đó. Lươn ra còn hơn. Lươn nữa hả? Cá lóc. Thấy không? Một trận mưa thấy có hàng này nữa không? Cá lóc. Rồi, bỏ lên đây chú. Chú bỏ qua cái miệng hôm lên đây. Đúng rồi. Đó, sóc ngang nó cho nó rớt xuống hết. Rồi ok, được rồi chú. Tới đây được rồi. Tới khúc này đổ được rồi, tại miệng hôm đầu này nè. Quan trọng là khúc này thôi. Dạ, em cá lóc vẫn lươn đâu? Đâu lương đâu? Tưởng lương hả? Còn cũng tưởng có lương chứ. Rồi mở miệng nó ra đi chú ơi. Lấy con cá lóc thôi. Còn cá sạc để đó đi. Wow, gì mà không chạy lương ta. Mà chính xác cái miệng hôm đây không chú? Cái miệng hôm đây đúng rồi. Đi, còn có cá sạc đây nè. Rồi, đúng rồi, ngay miệng hôm nó đúng rồi chú. Ê, nó phóng lên đó chú. Lấy con cá lóc thôi. Lấy con cá lóc thôi. Chú lấy cái miệng kia kìa. Lấy con cá lóc thôi. Ôi, nó nhảy như vậy. Đâu rồi? Nó vô cá sặc luôn hả? Chưa đi không? Rồi, ok. Rồi. Bắt mấy cá sặc ra thả luôn chú ơi. Nó còn thả cho. Chú cuột miệng nó đi. Cái này được con cá lóc rồi mọi người. Tưởng đâu nghe chú Phi tưởng nói có lương. Ai về đâu có thấy con lương. Thấy phóng mà tưởng lương đúng không? Nãy dở có nhóm cỡ cái miệng này lên quá không chú? Đâu có nhóm năm mấy phải không? Rồi cuộc ngang đó đi chú. Ê ngang này nè, ngang này nè. Ngang cái đó đó. Đúng rồi. Thấp xuống tí nữa. Thấp xuống nữa chú. Rồi ok. Ở đó là vừa đó chú. Đây, để hồi chút Cường thả luôn mọi người ơi. Chứ giờ đang lu bu quá. Ban đêm nữa nè. Đây, được một em cá lóc. Nhảy cái tà mũi chưa nè. Ý, chết con coi. Bở vô. Bở vô rồi, siết cổ là chú. Siết cổ này nha, đừng siết cổ kia nha. Rồi, bây giờ đã xong một cái nha mọi người. Cái này thì được dạng cá sặc với con cá lóc. Thì bây giờ chú Phi sẽ lên đó tiếp cái mương tiếp theo. Cái mương này nó chỉ cách 50m là mình qua tới cái mương thứ hai rồi. Để có gì chờ Cường phụ chú Phi xong rồi Cường sẽ bấm máy tiếp qua cái mương thứ hai nha mọi người. Cái đầu tiên cũng có phấn trắng rồi đó. Có động lực rồi. Rồi mình tới mương thứ hai mọi người. Đây cái giớn này nè mọi người. Đó. Bữa nay chú cháu sức sắp phèo nên nó không có con mũi nào bu hết mọi người. Dịnh nghe chú Phi con xuống nha. Dịnh chặt nha. Cái pha này nó hơi nguy hiểm lắm. Rồi ok chú xuống đi chú. Đi với chú Phi thì phải dính cá rô phi chứ. Thì
mấy rồi. Bển lên đây. Bên nào cũng được chút, y gan đường nó không được. À nó bị dướng cái cây cao cắm ở đây rồi. Nè. Nè. À. Chú phải lòn qua luôn. Đúng rồi. Chú lòn qua cây đó lại. Ờ đúng rồi, vô lại. Đó. Rồi, cái thứ hai mong có thành quả nha. Cho anh em xem cho sướng. Đậu dớn này nó có nhiều con độc lạ vô lắm. Ồ, nhái nhảy hết hồn. Coi cái miệng nó có buộc chặt luôn không chú? Để mình mới buông ra nha. Để ở đây mình buông ra cái nó xài ra hết đi xuống dưới luôn á. Thêm một nói món nữa nè. Dở nữa nhảy không? Dính gì không chú? À cái miệng còn dưới đây mà, cái miệng hôm còn dưới đây. Ê, 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 ê. Từ từ chú. Chú bợ dưới luôn, lấy cái tay dưới bợ dưới. Chứ hồi dở nguyên cái cây lên luôn á. Ờ không, chú lấy cái tay bợ dưới á, sóc 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 nó lên á. Ờ đúng rồi, ngay sóc ngay miệng hơm á đó. Có bao nhiêu là dồn ngay trước lại hết à. Mà không có con gì luôn hả? Ủa cái miệng nó sổ qua luôn á vậy. Gì hả? Dạ, không biết con nào luôn. Chà. Cái này căng vậy. Mưa đó cũng ngon lành mà sao nó không dính chân trời. Rồi ok, để chú Phi cuộc lại thì mình đi tới cái giếng thứ ba luôn nha mọi người. Nó phải chú Phi mà biết quay phim á thì Cường đưa cái máy cho chú Phi giữ ngồi quay thôi. Nhưng mà trên xuồng này lắc lắm, cầm máy này không quen, lọt kinh thiệt á. Với lại không biết quay cũng hơi khó nên bây giờ chú Phi làm, đừng gọi đèn cả chú. Rồi cái đèn nó biết mình đang ở trong đây. Rồi mình đi tới cái mương thứ ba luôn nha mọi người. Rồi tới cái thứ ba luôn mọi người. Đây giỡn đây. Rồi lằn qua luôn chú, nó dính cây lằn luôn. Hồi nãy cái cây kia kìa đó là dính nó lằn luôn á. Đúng rồi cây đó đó, cây giữa. Từ cái đầu tiên làm cho có rồi, cái thứ hai cho chất quốc vậy. Tưởng đâu cái đầu tiên có lương có cá giống như bữa chết á. Hết hồn. À giờ đâu có một con cá lóc một cái đầu tiên luôn mọi người. Làm hố thì chứ. Tính đâu cái này đi nè là trúng như hôm bữa nè. Ai dè đâu nó không có như vậy. Cái đó có cục chắc cho chú. Cái miệng đó đó. Nếu chắc thì buông luôn chú lần theo. Lại lần là dính lần theo, dính lần theo. Đó chú lần tới. Ừ đúng rồi. Rồi ngang đó khúc đó là bờ ngang đó khúc đó đó chú sóc hắt lên. Ngay cái miệng hôm đó là ngày miệng hôm. Rồi con không thấy con gì nhảy hết trơn chú à. Có cá sặc phải không? Có lươn. Ê đây ủa, con lươn kìa. Lươn. Con lươn. Lươn như gắn vậy? Lươn hả? Ừ. Đấy. Nó trời nó mà. Thôi đâu giờ sóc kỹ cái nữa chú. Cột cái miệng sóc kỹ rồi coi còn sót không? Hết. Nếu mà có lươn thì dễ sót nha, cái miệng hôm lắm. Hết. Chắc không đó. Chắc hay. Con lươn mà đâu ăn gắn. Chà. Chú cũng là một hết hồn, tưởng giống một súng. Cái này phải cho vô đây liền, chứ không cho nó ra liền á. Rồi mở đây. Rồi con mở ra cho nha. Con lươn đó mọi người ơi, cái thứ ba. Rồi chú cầm miệng ở trên chú sóc thôi. Cầm ở trên sóc lại rớt xuống nè. Đó. Rồi nó ra luôn rồi. Đây con bợ vô nè. Đó. Rồi cầm dở lên. Đi đi. Nó trường lên đó chú. Chú còn nhẹ nhàng nó lên nè. Đúng rồi. Rồi xiết cổ giùm con cái đi. Rồi lại con có bàn tay à. Con cũng như duyên quá vậy. Mà không có cô lông. Đây nè mọi người ơi. Đồ đồng đây nè. Ý trời ơi nó ra nữa rồi. Cái túi bị lủng. Thôi rồi lủng hai ba lỗ. Làm lại tiếp chú ơi. Con cuộn ngay đó luôn. Con thắt ngay đó luôn. Không lên được đâu. Khi nào nó ló lên chạy nó chú hắt xuống là được. Chứ không cần lùa lên nè. Nè. Đúng rồi. Rồi chú xích. Không sao đâu. Cái buông kia. Hồi là lủng lên lại. Ý đừng làm mạnh tay nó. Đừng làm mạnh tay nó. Khó quá mọi người. Gặp cái túi này nữa. Bị cái lủng nữa. Bữa câu cá chê nè, cá chê nó quậy lủng nè. Rồi. Ê, cái miệng này gách chỗ nào đâu rồi?
con kiếm ơi, đây chỗ này con cầm chỗ này luôn cho chắc ăn mà mày hết ra đây. Cái thứ ba được con lươn nghe mọi người, sướng. Cái đầu tiên con cá lóc, con cá sặc lòi ra ngoài thả luôn. Gì mà nó không vô gắn ghi cá ghi dôi rồi chú Phi. Mấy cái này phải vô ba ba rồi gắn ghi dôi ghi cá rồi coi đã. Được rồi, được chú, đủ ok rồi đúng không? Đó, cứ cột vô cây thôi, thấp xuống tí nữa chú ơi. Nước đang lớn mà. Ừ, ngang đó là vừa. Cột. Không, một mối ấy một khu vực. Ờ, à, đúng. Rồi, tới luôn chú ơi. Tới đây nó có một cái lỗ đi lên giống như vậy. Có cái chai. Cái chai rồi. Đây, thăm mới có. Rồi, chú đút đầu vô đó luôn đi chú ơi. Còn bên đây cho. Nghe nó hơi bị phô quá, chú đút đầu vào đó. Đút cái đầu xuồng nha mọi người, đút cái đầu xuồng vô đó rồi để lên bờ là tới cái mương thứ tư. Chết rồi, thăm gì mà thăm ba cái rồi mới được hai con, con lươn với con cá lóc. Ê, dịnh 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 nè chú, dịnh nè chú, con chìm, con bị chìm, con bị chìm. Rồi để Cường tới cái giớn rồi Cường sẽ quay tiếp luôn nha mọi người. Ở chỗ này nguy hiểm quá, cầm máy nó chìm xuồng thiệt đó. Rồi mình tới cái thứ tư luôn nha mọi người. Còn cái nữa hết rồi. Cái này nữa, cái nữa là hết rồi. Lần đầu chú Phi đi với Cường đó mọi người. Mọi thứ, tất cả mọi thứ nó sẽ không quen với camera. Với lại cái lập trình để mình quay phim á. Chứ còn bình thường thì chú làm được hết. Có cái có máy quay rồi nó hơi lủng củng thôi. Mong các bạn thông cảm nha. Với lại chú cũng hơi già, cho nên có nhiều điều nó hơi bị sơ sức. Có nhảy vào đợi con nhiều đó, đợi con nhiều đó, phóng rồi lên cái đùng rồi kìa. Kia lại phóng liền ha. Ừ, nó có một con à. Nó phóng hay không, có một con một à. Chú đi từ từ, chú lần từ từ á, nó mới có cái thế. Lần nhanh quá bây giờ nó đẩy luôn cái một. Ừ, con không thấy nhảy chứ người ta. Ừ, hơn đó đó. Cái này không dính cái gì luôn hả? Kỳ vậy ta. Mưa vậy mà nó không chạy mấy đâu. Đúng là cái giớn này mini nó dở quá mọi người. Tại mua lầm cái giới mini. Tại cái độ sâu của gừng nó rất là sâu luôn á. Mini nó họ hụt nó không tới, cái miệng cắm nó không tới. Chứ quớt luôn trời. Sâu quá. À. Sâu. Rồi ok, giờ mình tới cái mương thứ 5 và giới thứ 5 luôn là kết thúc clip luôn mọi người. Thành quá bây giờ được có hai con lươn với con cá lóc à. Tưởng phải ra ngồi dịnh ở đây nè mọi người để cái miệng nó bị gách nó ra. Cũng trọng trọng không à, con lươn với cá lóc cũng trọng. Chút thả nó cá sặc này bỏ nè. Giờ phải ngồi dịnh cái chỗ gách này. Thôi là nó ra luôn là trắng tay luôn á. Rồi mình đi tiếp luôn mọi người. Cái luôn á. Rồi cái thứ 5 luôn mọi người. Nhắm tới tên chú. Cái gì? Lên tim hả? Lên tim là ngon á. Lên tim là bong bóng lên á. Lương ấy hả? Bữa nào rủ chú Phi cầm cái xiệt đi chích trong mấy mương rừng mọi người. Tại mấy chỗ này khó bắt mà nên nó cần đi xe chích mới có. Đúng rồi. Là con hay con lươn nữa coi. Khúc đó đó chú, dở mà mạnh lên luôn đi chú, dở mạnh lên đi. Cho nó trống luôn tại chỗ đó bị bít hay gì á. Con thấy không bao giờ dính con gì luôn á, cái thứ 5 này nè. Có thấy động động nhảy gì không? Kỳ vậy ta. Con gì á? Kỳ vậy. À, cái thứ 5 này không bao giờ có con gì luôn, kỳ vậy. Nó bị cái lời nguyền gì vậy ta? Hay là chú vô sâu trong á, cuộc sâu trong á, nó căng ra đúng rồi.
Ờ sâu vô trống, cuộc trống mới đúng á. Cuộc đây nó không tới bị cúp cái miệng vô vậy, bởi vậy nó không có vô con gì luôn á. Hàng gì chất chất hoài luôn á ta. Không biết nó có bị chéo không ta, bị bít cái miệng không, kỳ vậy ta. Chú nhóm cái cây lên chút nữa chú. Nhóm cây miệng nè, cây miệng đó, 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 đó là cây miệng đó. Nhóm hơ thôi. Ừ, ở đó được rồi. Rồi ok. Chú gỡ ra nó bị chéo không? Chú móc lên luôn đi. Nó dướng đồ móc lên luôn. Cái năm nữa chết hoài luôn, chỗ này ngon lắm mọi người. Nó đầm lầy mà nó bả lắm. Nó không biết sao. Nó bị cúp không? Ngắn quá cúp. Ok, thì thành quả của hai chú cháu là thăm năm cái giếng được có một con lươn, con cá lóc nè mọi người. Nè. Đó. Bây giờ bắt mấy cá nhỏ ra thả nè. Rồi mình cũng xin tích lúc clip luôn. Thả mấy cá nhỏ đi. À, dính mương này mà thả mương kia nè mới ghê. Cá sặc không à. Thả đi chú. Thả hết đi. Mấy cá này ăn uống gì. Nó còn nhỏ quá. Đấy, mình bắt cá bự thôi, mấy cá nhỏ để cho mấy con bự nó ăn. Hai con này cũng nồi canh chua rồi, chứ giỡn à. Con lươn kiếm đường ra kìa. Hai con nha mọi người nè. Cũng vừa ăn, đây còn cá sặc nè. Chú xiết cổ con chú. Quên hoài xiết cổ hoài thấy ghê quá. Đêm hôm đi kêu xiết cổ. Phan là con kiếm cái miệng bị gách nãy. Đây. Nó đây, con dịch lên cho. Rồi con cầm đem lên luôn. Rồi, thì thành quả đêm nay được con cá lóc với con lươn nha mọi người. Nó nói chung ra nó cũng không có nhiều nhưng mà nó đủ ăn của một buổi gia đình ăn. Rồi cảm ơn mọi người đã xem hết clip nha. Thì đây là cái ngày mà mưa gió hôm gài á. Thường phải ra thăm sợ giống như bữa nó chết lươn á. Mà chắc lương chết hôm bữa nó hết luôn á, gì nó không còn con nào để chết nữa. Hàng chi ra thăm có bao nhiêu đây mọi người. Đó, rồi. Đến đây thì cũng xin tạm dừng clip luôn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn luôn nha. Bye bye.